phòng tắm là nơi sử dụng thường xuyên nhưng rất dễ có mùi khó chịu để loại bỏ mùi hôi giúp phòng tắm lúc nào cũng thơm tho bạn hãy áp dụng những mẹo dưới đây một làm sạch thường xuyên để hạn chế hình thành mùi hôi khó chịu bên trong nhà tắm bạn nên dọn dẹp nhà tắm thường xuyên chẳng hạn như lau khô bồn rửa mặt tường phòng tắm và quét dọn sàn nhà vào cuối ngày bạn cũng đừng quên giặt khăn mặt khăn tắm cọ rửa toilet thường xuyên để hạn chế mọi nguy cơ hình thành mùi hôi trong phòng tắm hai sử dụng máy lọ khuếch tán tinh dầu Máy hay lọ khuếch tán tinh dầu với kiểu dáng nhỏ xinh rất thích hợp để sử dụng cho những không gian có diện tích hạn chế như phòng tắm. Nó sẽ mang đến không gian nhà tắm gia đình hương thơm thư thái dễ chịu, tựa như ở spa. Bạn có thể lựa chọn loại tinh dầu có mùi mà bạn yêu thích. 3. Sử dụng túi thơm. Với túi thơm, bạn có thể dễ dàng treo bên trong nhà tắm. Một túi thơm thường lưu giữ mùi hương lên tới 9 tháng. Các loại hương liệu để bạn lựa chọn cũng rất đa dạng từ hương hoa, trái cây khô đến các loại thảo mộc. 4. Sử dụng xà phòng thơm. Chắc hẳn bạn luôn muốn bước vào căn phòng tắm với không khí thơm tho dễ chịu, lựa chọn loại xà phòng với hương thơm mà bạn yêu thích và đặt nó trong phòng tắm sẽ giúp phòng tắm thơm hơn rất nhiều. 5. đảm bảo thông thoáng. Phòng tắm thoáng khí thì sẽ hạn chế được việc hình thành mùi hôi. Nếu không khí trong phòng không thể lưu thông, hơi ẩm không thể bay hơi sẽ tạo điều kiện cho mùi hôi được hình thành dễ dàng hơn. Vì vậy bạn cần đặc biệt lưu ý đến việc không khí trong phòng với thiết kế cửa sổ lớn. Nếu không thể lắp cửa sổ bạn nên lắp thêm quạt thông gió cho phòng tắm. 6. Sử dụng các loại thảo mộc. Có nhiều người thích trồng thảo mộc xung quanh nhà, bạn cũng có thể đặt một vài chậu cây thảo mộc quanh phòng tắm. Hương thơm tự nhiên dễ chịu từ các loại thảo mộc sẽ làm bạn yêu thích. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý đến nhu cầu ánh sáng của cây để có thể đặt ở những vị trí phù hợp trong phòng. 7. Sử dụng viên thảo bồn cầu Viên thảo bồn cầu cũng tỏ ra hữu dụng trong việc hạn chế hình thành mùi hôi phòng tắm. Trên thị trường hiện nay, có không ít viên thảo bồn cầu có mùi hương nhẹ dịu để bạn lựa chọn. Giá thành cũng không quá cao nên bạn hoàn toàn có thể thử dùng ngay hôm nay mà không cần đắn đo 8. Đừng quên đổ rác thường xuyên. Một trong những nguyên nhân tạo ra mùi hương khó chịu trong phòng tắm là thùng rác. Vì vậy bạn nên đổ rác thường xuyên và khử trùng sạch sẽ thùng rác. Bạn cũng nên lựa chọn thùng rác có nắp đậy tránh để mùi hương không dễ chịu thoát ra từ thùng rác.